Vâng. Đó là việc các hàng trò với là thật. Excuse me, distance please. Tôi đang có mặt ở sân vận động Amatum nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Thì các bạn cổ động viên ở đây có thể cho biết là cái không khí ở đây khác với 2 năm trước như thế nào? Dạ, 2 năm trước thì cổ động viên Việt Nam rất là đông, vui và nhưng mà tuy vì Covid nên là lần này vì ngặt nghèo số nhóm nhỏ đúng rồi có tham gia, tuy nhiên là lửa thì không bao giờ giảm so với 2 năm trước.